cô cỡ, cô cỡ, cô cỡ. Chị Khánh đi vô nhà của bà ngoại nha. Nha. Nha cả Hằng. Giờ mình vô nhà cô Hạnh. Hồi nãy giờ cô Hạnh đi hái măng mà mình không có thấy cô Hạnh về. Mà mình qua nhà mấy chị thì mấy chị nói là cô Hạnh về rồi. Giờ mình mới qua nè. Cô Hạnh ơi, cô làm gì vậy? Cô gọt măng chú. Chú. Ờ, cô nồi luộc măng của cô hả? Ừ. Cô lấy nồi thiệt là bự, cô luộc luôn rồi. Để không đút củi vô cho. Này cô mới bắt cái nồi này lên nè hả? Cái này tời nắng, không có mưa cô mới luộc được à. Hồi nãy hồi gà tời gầm là cô luộc chưa? Chưa. Dạ hồi nãy tời gầm thiệt là lớn. Chưa, rồi mới nè. Cái nồi bự mà nước ít lắm. Cô hỏi nghe gì con? Hồi nãy con đi đâu? Đấy, con chơi bên chị cái hết á. Ừ. Cái qua bên ca Hằng ca ca Yến. Ca Thi. Chơi. Nghe gọt nhanh mà phạm của cô hết trơn. Cô phạm. Phạm đâu, nhanh đó. Biết làm rồi đó. Vậy con lên đây, tới mùa măng con lên con đi hái măng được kìa. Được rồi đó. Không, hồi sáng, hồi chiều hôm qua này nè. Mình có hỏi cô. Hỏi cây bữa nay là cô đi lấy măng ở cái hướng nào? Phải cái hướng giống như ngày hôm qua mình đi theo cô không? Thì cô nói là cô đi cái hướng khác. Tại vì cái hướng hôm qua đi thì có măng thiệt, nhưng mà cái người mua măng họ lại không cho cô đi đông người, mà họ chỉ cho cô đi có hai vợ chồng thôi. Hay chọc buồn lá. Dạ. Mình nói với dì mình thì dì mình nói là vô rừng thì nguy hiểm, mình phải đi theo đồng. Chứ nếu mà đi một người, đi hai người thì lỡ một người có chuyện gì thì cứu không có kịp. Gắn cắn là gì, có cái... chuyện gì xỉu rồi người thì cõng không được. Tại vì lúc đó người mình nó yếu, nó dịu hoặc dịu hoài. Rồi ra không được. Rồi mà sao chắc các cái người mà mua măng họ tiêu thụ chậm cho nên là họ không có mua măng nhiều hết cô. Cho nên là họ không có cho mình đi nhiều, không cho mình đi đông vì thế. Bà đó thì có mình bà đó, cái đường khoảng thì măng nhiều. Dạ. Bà đút lót cái kiếm lơm, bà sợ đi nhiều, bà đút lót nhiều. Dạ. Không cho đi. Dạ. Vậy giờ có khi thì cô chú bị kiểm lâm họ dí nữa. Tại vì gần này là gần người ta không cho vô hết trơn. Không cấm, mà nếu mà mình có tiền đút thì mình đi. Gừng không có cấm, nhưng mà có tiền mới được vô. Ừ, không có tiền không vô. Mà mấy người có tiền tại đâu vô đó. Vậy á, thì cho nên là cô chú bữa nay á, đi lấy măng cái chỗ hôm qua hay chỗ khác? Chỗ bãi tầng khó đi lá. À, vậy là cô chú đi cái đường khác, đó là vô thác bảy tầng. Thì mình cũng có nghe cô dì Mười với Dượng Mười mình nói là ở tâm thác bảy tầng đó, hồi đặt hồi năm rồi hay năm trước nữa gì, có người đi, người ta đi phượt ở trong đó rồi người ta té rồi mất mạng trong đó phải không cô? Ừ. Tại vì ở trong đó hô sâu thác mà sâu phải không cô? Con nghe nói chứ con cũng không đi phượt mà người nước ngoài đó. Người nước ngoài phải không? Người Việt Nam. Người Việt Nam mình. Người Việt Nam sinh viên. Sinh viên mà nó còn trẻ mà. Thì vô đó nguy hiểm lắm. Mà bữa nay cô đi vô đó cô thấy làm sao? Đi ngang đường trên đường thôi đâu có. Cô không có vô thác hả? Không có vô thác đâu. Dạ. Thác ở dưới. Dạ. Rồi cái này cô gọt để cô phơi nắng nè.
rồi kỳ mai rồi mai mốt rồi cô tính làm sao, mai mốt người ta không cho cô chú đi lấy măng đông vậy, rồi cô chú tính làm sao? Đi đường khác chứ. Đi kiếm măng ở đường khác hả? Ừ. Không có vô cái rừng đó nữa. Không. Mà đi cái rừng khác. Đi khác. À, rừng khác là có nhiều măng giống vậy không hay là ít măng hơn cô? Ít măng hơn mà cái rừng khác thì lại đông họ đi. À cái rừng khác thì đông người đi. Cấm. Dạ. Ê, bây giờ em đi luộc nước sôi rồi. Ông này để cho chị cho hết. Ở bển chị chờ cho bột nổi đi. Không bỏ vô ạ. Bỏ đi. Ừ. Thôi con không chạy vô. Ê. Nóng lắm. Đây. Ra cái đi nè. Ủa, măng mình luộc rồi, chừng nào có nắng thì mình đem mình phơi được mà không cần. Đâu cần phải nhất thiết phải ngày mai phải không? Ngày có nắng mới phơi nó đẹp. Nếu mà nắng là phơi trên tôn này có 3 nắng à? Dạ. 3 nắng là phơi mình phơi không có họ, như họ là họ phơi hiểu hiểu như cái này. Nó giòn luôn á, càng cái màng á nó giòn luôn. Dạ. Hồi nãy con thấy bên chị Ca Hết cũng có một bịch măng khô ở bển á. Cái này là nhiều lắm. Dạ. Bào mới đủ. Dạ. Ở đây là đủ rồi. Bánh kẹo hôm qua ăn hết chưa con? Chưa. Còn nhiều. Còn nhiều hả? Còn nhiều. Ca cái hàng ăn hết chưa? Chưa. Chưa mà. Chưa hả? Còn nhiều. Cho gì Khánh ăn với. Không ai. Cho không? Cho gì ăn với. Ý lập rồi. Ý đi lấy kìa. Thôi 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 thôi, gì nó chơi á. Thôi không ăn đâu. Bà tè bông khai cái đi. Con cho ai đây cho cô ơi. Bà tè. Cho cô ơi. Mà khai nghe. Ai đi mà khai. Không cho. Lắc đầu rồi. Cho cô ơi, cho con Khánh đi. Đấy. Nhà tè. Bà khai. Cho cô ơi. Cho cô ơi. Nó nói gì cô? Nó nói là không cho đi chung là nó không cho bán. Đi chung là nó không cho bánh hả? Không, không cho nó đi chung. À, không cho đi chung là nó không cho ăn. Đi đâu? Không biết đâu. Cô thỏ đâu à? Đi cho cô đi, hồi cô dắt đi chơi. Cô. Liếp à. Không cho đi lấy màng. Đi lấy màng. Nhiều con mẹ nó hồi đó đi lấy màng theo đó. Hồi nãy mình thì tưởng đâu cô có ăn đóng hồi nãy hà, ai ngờ cô còn đóng này với thêm bao nữa. Cô ăn hả cô? Kiếm cây ngọt ngọt này để ăn nè. Ủa sao cô biết cái nào ngọt, cái nào đắng? Cái nào ngọt mình ăn mình biết. Vậy hả, có loại măng ngọt nữa hả cô? Ừ. Ngọt quá hả? Nó cổ cổ hơn ngọt. Dạ. Cái cây mà không phải hành lóng hả cô? Ừ. Vậy để em đi ăn với mình nha, cái cây này nè. Ừ. Mình tưởng đâu là cô chỉ có một bao hồi nãy thôi, ai ngờ cô còn một đống này nữa nè, rồi còn thêm một bao đang dựng ở đằng ngay chỗ ba cái gùi kìa. Nhiêu đây tổng cộng mình khi mà khô rồi mình còn được khoảng nhiêu ký măng khô vậy cô? Nhiêu đây hả? Dạ. Chắc được 4 ký thôi. 3 bao mà có 4 ký măng khô thôi hả? Không. Ừ. Hồi nãy đây măng này thì mình sẽ nhỏ nhỏ 25 kg mà 1 kg khô. 25 kg măng tươi á. Ừ. Thì mới vô được 1 kg măng khô. Ừ. Là măng của cô làm. Ừ. Còn nếu như người khác làm á thì người ta sẽ xẻ bự hơn. Xẻ bự. Xẻ bự hơn thì chỉ thì 15 kg măng tươi vô được 1 kg măng khô. Để già mình không có để già. Dạ. Vậy thì
măng của con là đó nó rất là khô và rất là nhiều. Rất là nhiều măng vô 1 kg thì mình sẽ nhỏ thì nó khô là nó khô eo luôn. Đúng rồi. Là nó ăn gian được cái ướt nữa. Đó. Ừ. Đúng rồi. Mà họ không phải khô. Dạ. Ừ. Cái nhỏ là nó khô toàn bộ hết nó ngon. Ừ. Dạ. Họ ăn họ đi. Dạ. Con làm gì? Măng cô Hạnh đó thì mình tiếp xúc từ hôm đó nay mình biết cô Hạnh là làm rất là kỹ và không có ăn gian. Cái nào cô nói có là có. Cô ăn gian rồi. Làm ấy. Khánh cô biết con cái đợt mà con đi theo cô đợt cái ngày đầu tiên mà con theo cô lên núi để đi hái măng á. Cái lúc mà con chạy chiếc xe của dì mời con mà con dí theo xe của chú mà con bị lạc đó. Con sợ dữ lắm tại vì lúc giữa đường đi rồi mà ngay ngã ba mà cô thì cô xe của cô chạy nhanh, xe của mình thì chạy chậm, rồi ngay ngã ba mình quay lại không thấy cô chú đi hướng nào hết, không biết đi hướng nào. Rồi cũng hên là cô chú đứng lại chờ. Rồi con về con nói với dì con thì con kể cho dì con nghe vậy á cô. Con nói đi dọc đường xe hết xăng thì cô chú cũng đứng lại chờ con. Mà bỏ sao khúc nhưng mà vẫn đứng lại chờ. Chứ không phải là đứng lại chờ ngay lúc đó. Tại vì mình thì mình đi sau lẹ tè ở sao á. Thì dì mời con nói con là người tốt. Chứ gặp người khác là người ta bỏ con luôn rồi. Dạ. Tại vì không có quen biết dĩ tân mà chạy chiếc xe cùi bắp mà chị dí theo. Quen biết không quen cũng không bỏ. Dạ. Mình bỏ chồng thêm vô được hả cô? Cho nó đầy cái hộp. Dạ. Này đổ luôn nha. Dạ. Cô mình luộc ở trên tiết gì khoảng bao lâu là mình vớt ra được cô? Hiểu chưa? Mình luộc khoảng nửa tiếng không? Tiếng đồng hồ mới chín nó chín mới đẹp cái màng. Một tiếng đồng hồ đó hả? Ừ. Dạ. Cô nói mình luộc phải cho chín thì măng mới ra màu được đẹp. Rồi mình luộc xong vậy rồi mình vớt ra mình rửa sạch sẽ đàng hoàng rồi mình mới đem lên mình phơi. Cô về là không có tắm rửa gì luôn? Chưa, làm xong xôi xui mới tắm rửa. Dạ. Dạ. Cô đi bận đồ đi lấy măng về rồi ngồi làm luôn vậy đó. Ừ. Làm cho xong tối mới tắm. Tối mới tắm chưa? Ừ. Tắm xong rồi cái làm là con lắm. Gì vậy? Cả hàng đi tắm hay gì vậy? Nhắc tới đi tắm, nó chạy đi tắm rồi tiền. Con lấy giùm cô cái thao qua đi con. Thảo ơi. Thảo. Thôi không tắm nè. Hôm nay là hai lần rồi đó. Cả hàng nó khoái tắm dữ lắm. Được kìa. Thấy cái bầu bở cái nhỏ nhỏ là màu hết đó. Củi này là củi cà phê hả cô? Cà phê. Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Hôm nay thì mình cho các bạn thấy được cô chú người dân tộc ở đây đi lên núi để hái măng như thế nào rồi. Thì bữa nay á cô chú sau khi đi lấy măng về thì cô chú cũng sắp hết mùa mưa rồi, cho nên là cô chú lấy măng về để làm măng khô. Thì cái cách làm măng khô của cô chú ở đây như thế nào thì bữa nay mời các bạn cùng mình coi cô chú làm ra làm sao nghe. Thì măng này là cô chú làm để bán. Cái gì ai cái gì ăn thử
măng hồi nãy giờ cô luộc cũng chín hết rồi, bây giờ cô vớt ra. Cô vớt ra rồi cô để vô thao nước lạnh hả cô? Để vô thao nước lạnh rửa cho sạch sẽ lại. Dạ. Hồi nãy con tưởng trời mưa, ai ngờ giờ trời nắng lại. Nãy giờ cá hằng nó đeo con dữ lắm cô. Nó đeo nó ôm cổ, nó xiết cổ con luôn á. Mặn được ngon không? Dạ. Rồi, nóng mặt con rồi. Ai? Dạ. Sáng nay thì mình mới vừa vô làng. Hằng ơi, mẹ Khánh về quê luôn nha. Nha. Con nói gì? Con nói gì nói y như nãy coi. Nói gì? Nói gì đâu? Nãy á, mình nói là Hằng ơi, mẹ Khánh về quê luôn nha. Cái Hằng nói con không đòi tiền nữa. Ngày hôm qua nó nằm dạ với mẹ nó đòi tiền, nó xin tiền nó đi mua bánh ăn tiệc. Vậy hả? Ừ. Dạ luôn hả? Cái hai mới nói với nó, con mà con khóc kiểu đó là con không có ngoan. Mẹ Khánh về quê, mẹ Khánh bỏ luôn, không có lại chơi nữa. Cái sáng nay lại nói nó, cái nó, con không đòi tiền nữa. Ôi, đừng có giục dép của em. Nghe nghe mẹ Khánh nói nè, mẹ Khánh về quê luôn nha. Chịu không? Chịu không? Không rồi. Con chịu không? Chịu. Mẹ Khánh về quê luôn nha. 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 Con mẹ nó nói là mẹ chịu. Chịu hả? Mẹ Khánh về quê luôn nha. Không chịu. Lắc đầu. Buồn. Con Hằng nó mấy tuổi rồi? Con đi kiếm. Con dọn như mình đi á. Con gì? Con nói hả? Con nói hằng dễ. Con đi với cái người á. Ba à. Con hả? Bà hả? Ngoại hả? Ngoại. Ngoại không biết đi đâu, con không biết là con xin lễ rồi hả? Lễ lạ. Con nói gì? Lễ lạ. Nó mới nói cái từ đó tiếng Việt làm sao? Lễ. Lễ lạ. Lễ lạ. Ngoại đi lễ lạ. Thấy bà ngoại lì lạ. Thấy bà ngoại về. Tỉ bà ngoại về à. Lì lè lì. Lì la lịn. Lì lè. Rồi mang hiếp vô con. Giờ mẹ Khánh về nha. Bye bye. Nha. Vậy con ngoan nha. Con không có đòi tiền nữa nha. Chịu không? Dạ con chịu. Dạ con chịu. Thằng nó 4 tuổi mà nó còn có chút xíu à hả em Tiền? Ừ. Nó bị đẹp. Nó xíu à? Xíu à? Bị xíu này cho con có 2 cm nè. Đi coi bữa nay á thì măng của mình là cô Hạnh phơi hôm nay cũng sắp khô rồi. Bữa nay là cái bữa phơi cuối cùng. Mình lại bữa nay thì cô Hạnh á đi lấy măng, cho nên là họ ở nhà họ coi chừng măng, phơi măng cho cô Hạnh. Cái này là cô Hạnh phơi hai nắng rồi. Phơi á. Đây là cô Hạnh nhìn phơi. Y như là khô mực gì nè. Khô mực á. Đi trang cái miếng khô mực mà nướng rồi xé ra vậy. Rớt con, đổ con. Xé ra nha. Cái này là cô Hạnh phơi hai nắng rồi. Giờ cô Hạnh nói là phơi thêm một nắng nữa. Nắng. Xem nhiều nắng vô là. Hôm qua cô Hạnh nói với chị. Còn nắng nữa. Bữa nay cô Hạnh đi đâu vậy hỏi? Đi đi. Bắt cái thang mình leo lên nóc nhà mình thôi vậy đó hỏi. Ngày hôm qua mưa cho nên là nóc nhà sạch chứ không có dơ. Thì mình leo lên ngồi ở trên đó hay là sao? Ngồi đứng cưng lên tước đi. Mình đứng hay mình ngồi? Đứng luôn. Đứng trên cái thang hả? Trên cái thang. Chứ không có ngồi lên nóc nhà hả? Không.
Rồi bữa nay sáng nay nắng đẹp cho nên là mình phơi cái này chắc cũng nhanh. Ăn cơm chưa? Chưa lên trên này. Cẩn thận nghe hỏi. Được không? Đi xuống hằng. Tiện ăn ẩm còn hằng cái tiện. Ẩm nó xuống. Lúc mang tươi thì mình cũng khoan vậy hả hả? Hồi mới đầu mang tươi là mình còn nguyên luôn chứ từ từ nó hở rồi. Hình như nhà ai phơi măng cũng phơi trên mấy ton gì đúng không? Nếu mà người ta lạp nhiều quá thì người ta mới phơi ở dưới sàn, người ta đan cái ấy thì người ta phơi. Còn không thì người ta trải xuống đường. Măng này ngon lắm, ngon mà lại là sạch nữa. Được không Tèo?